cơ sở giới thiệu Sóc Trăng chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay ngày 4 tháng 5 2021, thì hôm nay chúng giới thiệu chi tiết tới các bạn cái bộ khuôn chậu 7 tấc hay là cái khuôn chậu quay chơi. Thì nó gồm có đầu tiên là đây là cái bộ dao quay chậu nha bạn, bộ dao chăn đôn, xin lỗi, bộ dao chăn đôn là nó gồm miếng cát, miếng khuôn. Thì trên những cái miếng khuôn chúng đã ghi là những cái cách đo thước tấc nè đó, về mình xem cái này mình đo thước tấc cho nó chính xác, quay cho nó đẹp hơn. Còn bên đây là cái dao quay chậu, thì nó gồm miếng khuôn và cái miếng gạch cát. Thì các bạn thấy bên đây là một cây tăng đưa đây, cây tăng đưa để mình gắn khuôn vô, mình giãn cái giãn vô để đo thước tấc. Còn đây là cây trụ, thì cây trụ có cây ngắn để có cây dài để quay chậu và một cây ngắn để quay chân. Các bạn thấy đây là cây ngắn để quay chân, thì nó đầy đủ như thế nha bạn. Thì các bạn thấy là đặc biệt trên cây tăng đưa là có đóng hai cái mặt đạn hai đầu, nên các bạn khi mình quay khuôn á thì cái khuôn nó rất là im, quay rất là nhẹ nhàng các bạn, đặc biệt là cây kumba của chung là như thế đó. Thì trên đây là chi tiết cái bộ khuôn chậu 70 chân đó. Thì các bạn nào có nhu cầu mua khuôn, các bạn cứ liên hệ trực tiếp với chung qua số điện thoại là 033 239 4288, hoặc số điện thoại là 037 037 839 4330. Thì video giới thiệu bộ khuôn 7 tấc tới đây là kết thúc. Thì cuối video thì chung chúc quý khách hàng và các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống.